Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc lại tiếp tục cho người dân leo cây với gói hỗ trợ lần thứ hai. Và người dân thì cứ mãi dài cổ mà chờ đợi và phải lên TV mà nhận, giờ đã thành câu cửa miệng của người dân xứ Việt. Gói hỗ trợ đợt thứ nhất là 62.000 tỷ chưa giúp cho những người khó khăn được mong muốn, có lý do là tiền quá ít ỏi và cũng mới chỉ giải ngân được 19% trong tổng số 62.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với số tiền 11.780 tỷ đồng. Và lý do không có tiền để giải ngân. Chiều ngày 21 tháng 8, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống đại dịch virus Vũ Hán với các địa phương. Gói hỗ trợ lần 2 sẽ tập trung vào người lao động mất việc đang thuê nhà, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với tổng kinh phí là 18.600 tỷ Việt Nam đồng. Chiều ngày 21 tháng 8, đại diện cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn đề xuất gửi gói hỗ trợ lần thứ 2 sau gói 62.000 tỷ Việt Nam đồng hồi tháng 4 dành cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch virus Vũ Hán. Gói hỗ trợ lần này được đề xuất tổng kinh phí là 18.600 tỷ Việt Nam đồng, tập trung vào 3 nhóm cơ sở sản xuất, vừa và nhỏ, người lao động tại khu vực nông thôn, lao động mất việc do hoàn cảnh khó khăn. Với cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, chính sách ưu tiên doanh nghiệp dưới 10 lao động được vay tối đa 2 tỷ Việt Nam đồng từ ngân sách chính sách xã hội. Lao động khu vực nông thôn được vay tối đa 100 triệu đồng để khôi phục duy trì sản xuất. Lãi suất vay là 9,3,96% và bằng một nửa lãi suất cho vay với hộ cận nghèo. Thời hạn hỗ trợ lãi suất 12 tháng với các khoản vay mới phát sinh từ 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 1 tháng 9 năm 2021. Bộ Lao động Thương binh Xã hội ước tính 10.000 cơ sở sản xuất và 100.000 lao động được hỗ trợ kinh phí khoảng 15.000 tỷ Việt Nam đồng. Với nhóm lao động có hợp đồng bị mất việc hoặc tạm ngừng việc, nghỉ việc không lương, có hoàn cảnh khó khăn đang phải thuê nhà, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng cho người lao động, kèm với 1 triệu đồng cho con dưới 6 tuổi. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng tính từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020. Dự kiến là có khoảng 1,2 triệu người gộp 1 triệu lao động đang thuê nhà và 200.000 trẻ em phụ thuộc vào nhận được hỗ trợ và kinh phí dành cho nhóm này ước tính lên 3.600 tỷ Việt Nam đồng trích từ ngân sách của địa phương. Với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng tính đến ngày 10 tháng 8, kho bạc nhà nước đã giải ngân được 12.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 11.500 tỷ đồng hỗ trợ người có công với cách mạng, người được bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Còn lại hơn 427 tỷ đồng là hỗ trợ cho khoảng 426.000 lao động gặp khó khăn. Tỷ lệ giải ngân chậm chỉ đạt 19% trên toàn gói. Nhiều doanh nghiệp và địa phương kêu khó khi mà xác định người thụ hưởng và giải quyết các thủ tục liên quan. Bộ Lao động Thương binh Xã hội sau đó đã đề xuất với chính phủ nới lỏng điều kiện vay để doanh nghiệp dễ tiếp nhận được hỗ trợ hơn. Việt Nam bước vào làn sóng đại dịch virus Vũ Hán thứ 2 vào cuối tháng 7 năm 2020. Cơ quan chức năng đã tính đến kịch bản xấu nhất trong thời gian tới, dự báo số lao động mất việc có thể tăng đến 60-70.000 người mỗi tháng và tập trung chính ở các lĩnh vực như du lịch, hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, xây dựng, vận tải, chế biến chế tạo. Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng cũng dự báo lên đến 70%, trong khi số lao động bị ngừng việc, giãn việc, giảm việc có thể lên đến 3,5 cho đến 5 triệu người. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp thì Thủ tướng cho rằng tình hình đại dịch virus Vũ Hán còn đang phức tạp nhưng đang trong tầm kiểm soát và nhiều địa phương đã đạt được kết quả khả quan trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Theo người đứng đầu chính phủ, đợt dịch này
để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống, đó là phải thần tốc hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện xét nghiệm nhanh rộng, ứng dụng các phần mềm như BlueJohn, truyền thông thông tin kịp thời, người dân ủng hộ, nhất là hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành y tế không được chủ quan, tập trung hết sức mình để không có ổ dịch lây lan rộng trong cộng đồng. Các đơn vị khi xuất hiện các ca bệnh thì phải khoanh vùng kịp thời, không để xảy ra ổ dịch lây lan trên diện rộng. Bên cạnh đó thì ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các địa phương quan tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động kinh tế và xã hội. Chúng ta xác định là đại dịch virus Vũ Hán là một trong những cuộc chiến trường kỳ. Chừng nào mà chưa có thuốc đặc trị và vaccine phòng chống đại dịch thì chúng ta sẽ phải chung sống với đại dịch, ông Thủ tướng nói. Và ngành y tế cần tăng cường hệ thống xét nghiệm, nâng cao khả năng xét nghiệm thuận lợi cho người dân. Cần phải suy nghĩ đến việc nhận diện, chẩn đoán sớm nguy cơ mắc virus Vũ Hán và đối với các bệnh nhân có biểu hiện dù là nhẹ nhất. Cơ sở y tế phải tập trung bảo vệ nhóm rủi ro cao là người có bệnh lý nền, người cao tuổi, không được để xảy ra ổ dịch, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở y tế, xác định trách nhiệm người đứng đầu trong bao quát công tác phòng chống dịch. Thủ tướng nhất trí với ý kiến đưa ra cần phải có chế tài bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những nơi cần thiết. Văn hóa ứng xử trong thời kỳ dịch bệnh cần được phổ cập hơn nữa, kể cả rửa tay thường xuyên, giãn cách xã hội để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể, tinh thần cảnh giác với đại dịch virus Vũ Hán. Ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ đạo các địa phương cần quản lý chặt chẽ người nhập cư trái phép, xử lý các chủ khách sạn, các cơ sở lưu trú sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp. Ông Thủ tướng cũng cho biết là sẽ sớm sửa đổi chính sách hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, không có thu nhập một cách thuận lợi hơn. Ông giao cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có phương án trình chính phủ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có ý kiến là xin được hỗ trợ kinh phí lần thứ hai và cho biết rằng là kinh phí lần thứ hai này sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho những người bị mất việc làm và lãi suất là chỉ 3,96% một năm, tức bằng 50% lãi vay dành cho người cận nghèo. Ngoài ra thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng kiến nghị với ông Thủ tướng Chính phủ xem xét lãi suất vay tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về Việc làm và nguồn huy động cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trước đây, Chính phủ Hà Nội đã triển khai gói hỗ trợ an sinh 62.000 tỷ đồng theo nghị quyết 42 vào tháng 4 vừa qua. Nhưng hiện nay thì giải ngân mới cực kỳ được ít, chỉ khoảng 1/5 trong gói hỗ trợ 62.000 tỷ Việt Nam đồng này. Và theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 10 tháng 8 thì các địa phương đã phê duyệt danh sách cho gần 16 triệu lao động và các hộ kinh doanh được thụ hưởng tổng kinh phí 17,5 nghìn tỷ Việt Nam đồng. Bên cạnh đó thì Kho bạc Nhà nước Trung ương thực hiện giải ngân gần 12.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 12 triệu người và 12.725 hộ kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, cần nhắc lại là gói hỗ trợ đợt 1 chưa giúp được khó khăn cho những người mong muốn. Có một lý do rất quan trọng, đó là quá ít tiền. Và cũng mới chỉ giải ngân được 19% trong tổng số 62.000 tỷ Việt Nam đồng, tương đương với số tiền là 11.780 tỷ Việt Nam đồng. Lý do là không có tiền để giải ngân. Không hẳn địa phương nào cũng dư giả và có nơi chờ Trung ương chi cho một phần tiền hỗ trợ. Vì vậy mà được hỗ trợ đa phần vẫn là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Số đông người lao động thì tự do trước đây tự làm nuôi gia đình, nay thì mất thu nhập, rất cần hỗ trợ nhưng không hẳn ai cũng nhận được cái nắm tay. Nhà báo Hồng Thái từ báo Tuổi Trẻ nhận xét. Theo ông Thái, lúc này thì chính phủ Việt Nam mà không vay thêm tiền từ nước ngoài mới là bất thường, bởi ngay Mỹ, Nhật cũng phải vay khủng với mới có được tiền hỗ trợ cho dân, doanh nghiệp không có tiền, khó mà cứu dân, cứu doanh nghiệp. Vay đúng lúc, hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm
mới là chia sẻ trọn vẹn. Lưu ý rằng tại cuộc giao ban trực tuyến với các sở y tế chiều ngày 19 tháng 8 năm 2020, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết là Việt Nam đang tìm mọi phương pháp, mọi góc độ tiếp cận vaccine ngừa virus Vũ Hán, nhưng phải 6 tháng cuối năm 2021 mới có. Và từ nay đến thời điểm đó, lúc nào cũng phải sẵn sàng nguy cơ có thể xảy ra dịch. Và với khuyến cáo trên của ông Nguyễn Thanh Long thì cho thấy các gói hỗ trợ và an sinh cho người dân rất cần sự là thiết thực trong thời gian này, chứ không phải là chỉ tuyên truyền để lên dây cót như một liều thuốc giả được lên TV mà nhận. Tìm nguồn tiền ở đâu? Phải chăng là cần hoãn những đại hội đảng và cấp các cấp để chất chiêu từng đồng cho quốc khố? Cũng rất khó. Dự án cảng hàng không Long Thành với thiết kế 7 đường băng, công suất 100 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa, vốn đầu tư 11,4 tỷ đô la Mỹ. Trong tình trạng hiện nay thì có ý kiến nên hoãn dự án này, và số vốn đối ứng của dự án có thể được tạm vay để làm nguồn chi phí cho hỗ trợ an sinh người dân trong bối cảnh đại dịch virus có thể kéo dài trong tương lai gần đây. Một ý kiến khác cũng khả thi hơn nếu như Việt Nam kiềm cương được lòng tham của quan chức. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước thì dự trữ ngoại hối vào cuối quý 3 năm 2019 của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục là 71 tỷ đô la Mỹ. Đây được xem là con số khổng lồ bởi nó cao hơn tổng dự thu ngân sách trong năm 2019. Dự trữ ngoại hối là những tài sản tài chính được sử dụng để xử lý các khoản thâm hụt cán cân thanh toán giữa các nước. Dự trữ ngoại hối chỉ được sử dụng để dự phòng cho các khoản nợ ngoại tệ và cho quốc gia. Nói cách khác thì lượng ngoại hối chỉ được sử dụng vào mục tiêu bảo vệ tỷ giá, đảm bảo thanh khoản cho việc thanh toán ngoại tệ. Chẳng hạn vào một thời điểm nào đó thì bị thâm hụt cán cân thanh toán thì Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ dự trữ và ra ngoài để giữ cho tỷ giá ổn định. Bên cạnh đó thì dự trữ ngoại hối nhằm bảo vệ đồng nội tệ khi bị tấn công tiền tệ. Tại Việt Nam, luật ngân sách nhà nước quy định khi thiếu hụt ngân sách thì chính phủ vẫn có thể vay tiền từ Ngân hàng Nhà nước nhưng phải hoàn trả ngay trong năm tài chính. Quy định này nhằm kiểm soát việc in tiền để chi tiêu vô tội vạ như thời kỳ ngân hàng một cấp trước đây ở Việt Nam. Với 1.600 tỷ Việt Nam đồng, thời gian qua Nguyễn Xuân Phúc cho in ấn thì có lẽ tiền ở trong kho rất nhiều. Nhưng nếu như tung ra thị trường trong lúc này để cứu đói cho người dân thì có lẽ đồng tiền sẽ bị lạm phát một cách không phanh. Và cũng có lẽ là vì như vậy mà Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa muốn tung số tiền mới in ra này ra thị trường. Đó là một điều cũng rất tốt cho người dân, nếu như tung ra bây giờ thì số tiền lạm phát sẽ tụt đi một cách khủng khiếp hơn nữa. Còn tại Việt Nam thì luật ngân sách nhà nước quy định khi thiếu hụt ngân sách, chính phủ vẫn có thể vay tiền từ Ngân hàng Nhà nước để chi cho các hoạt động thường xuyên. Như vậy thì nếu như có thâm hụt ngân sách thì chính phủ phải đi vay tiền trên thị trường tiền tệ trong hoặc ngoài nước. Các khoản vay của chính phủ có thể thông qua các cấp vốn như ODA, vay ngân hàng thương mại, phát hành trái phiếu nội tệ hoặc ngoại tệ. Và Ngân hàng Nhà nước cũng có thể gián tiếp cho chính phủ vay tiền thông qua tái chiết khấu trái phiếu chính phủ cho các ngân hàng thương mại và sở hữu trái phiếu. Còn về việc mà phát hành trái phiếu chính phủ ở trong nội địa bây giờ thì hầu như không thu hút được đồng tiền dư ở trong dân. Bởi vì khi mà chính phủ mà phát hành trái phiếu, ví dụ như rất nhiều gia đình có rất nhiều trái phiếu từ thời ngày xưa, mua 100 đồng, 1.000 đồng, hoặc 10.000 đồng, hoặc 100.000 đồng. Nhưng đến bây giờ, những tờ trái phiếu đó làm được gì? 100 đồng cách đây khoảng 20 năm thì có thể mua được cả chỉ vàng, nhưng 100 đồng bây giờ ai còn tiêu nữa? Vì vậy mà khi mà phát hành trái phiếu chính phủ ở trong nước thì hầu như không thu hút được tiền của dân. Và điều này thì cần phải phát hành trái phiếu ra quốc tế, mà khi phát hành trái phiếu ra quốc tế thì nợ công sẽ tăng lên và người dân thì phải chịu khoản nợ này.
Thời gian qua thì Việt Nam đã cảnh giác với vay mượn nên những báo cáo công khai trên thị trường quốc tế người ta thấy rằng chỉ tiêu về quản lý nợ là khá sáng. Nay có vay thêm vẫn theo nguyên tắc kiểm soát, vì thế không quá lo nợ nần sau này do khoản tiền dành để an sinh của người dân vì đại dịch virus Vũ Hán, tránh lặp lại tình cảnh lên TV mà nhận tiền như thời gian vừa qua. Yêu cầu chính phủ của ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc, nếu quyết định một điều gì thì hãy nghĩ cho dân, đừng vì sướng cái miệng mà nói, và để cho dân thì cứ dài cổ ngó lên TV để chờ tiền hỗ trợ của chính phủ. Vay đúng lúc, hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm mới là chia sẻ trọn vẹn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.